Hello, hello. Xin chào. Có ai xem live của Tùng không? Có ai xem live không? Ngắm mầm cả nhà ơi. Có ai xem live của Hói không? Xin chào, xin chào. Ủa, không thấy ai xem ta? Không có ai xem ngắm mầm gốc chơi cho vui ta? Không có ai ngắm mầm gốc ta? Ồ, không thấy ai luôn. Không thấy ai luôn ta? Ai đang xem cho Tùng một comment để Tùng chào nha. Chào Lê Cường, chào Kiên Đặng, chào Vũ Vĩnh Vĩ, chào Trịnh Huy nha. Em chào anh Đinh Văn Nhâm. Mọi người chia sẻ bài cho đông anh em vào, chúng ta cùng ngắm mầm và tâm sự buổi tối rồi cả nhà ơi. Cho Tùng một lượt chia sẻ được không anh em? Cảm ơn Kiên Đặng nhé, chào em Trang Nguyễn Ngâu. Phê luôn anh em. Ngọc Sơn Cước nha, Ngọc Sơn Cước. Ở ngoài nó to lắm anh em. Ở ngoài nó to, nó bự dã man luôn á. Chào bạn yêu Đỗ Giang nha. Em chào anh Sông Trà Hoa Lan. Chào cả nhà, cho Tùng một lượt chia sẻ đi cả nhà. Cho chia sẻ cho đông anh em vào đi, 39 người ơi. 39 anh em cho Tùng một lượt chia sẻ để chúng ta cùng ngắm mầm nha. Ngắm mầm, ngắm kỳ tự nhiên. Phê lắm luôn. Nói chung ai yêu lan, ai chơi lan, ai trồng lan mà lên một cái mầm kiểu như này thích lắm. Chào bác Hưng Văn Giang, chào bác Tiến Thành Nguyễn nha. Chào bác Nguyễn Văn Hưởng. Em chào và cảm ơn anh Nguyễn Yên. Cảm ơn anh Đinh Văn Nhâm đã chia sẻ cho em. Đấy, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Chào bác Nguyễn Văn Thuận. Chào Vĩ Nam. Cả nhà cho Tùng một lượt chia sẻ đây. Cho Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương một lượt chia sẻ đấy. Chào Phạm Huy em ơi. Cho Tùng một lượt chia sẻ để đông anh em vào cho Tùng máu lửa lên. Máu lửa lên chứ. Cho nó sướng cuộc đời. Đó, xong ngắm Tùng chán cái Tùng đưa mọi người đi ngắm mầm chơi. Ừ. Mầm nó đang lên đấy anh em. Mầm nó đang lên đấy. Mầm đang lên đấy anh em. Mầm này được không anh Đinh Văn Nhâm? Được không cả nhà? Chào bác Nguyễn Tiến Kiều nha. Ok Hoan Nguyễn. Chào Hoàng Thiện nha. Em chào Ngọc Hoa Phạm. Chào bác Tiên Vũ. Xin chào cả nhà. Phê. Trăm cây mà được nó lên những cái kia như này thích lắm luôn. Thích ơi thích luôn. Yêu ơi là yêu luôn. Nó lên tự nhiên đó cả nhà. Nó lên tự nhiên nó phê lắm. Cắt một cái nó ức chế nó lên. Đại Khang, Đại Khang đây. Xin chào. Mời cả nhà cùng ngắm mầm yêu nha. Những cái kia trên thân, đây là kia Long Khánh nha anh em. Hai kia Long Khánh này bao cho anh em trong vòng 20 ngày 9,9 sen nha anh em nào thích. Thích Long Khánh nha. Long Khánh kia tự nhiên trên thân bao 20 ngày 9,9 sen nha. Long Khánh nha anh em nhé, 2 kỳ. Anh em chốt 2 kỳ thì sẽ có giá yêu. Chốt 1 kỳ thì cũng giá rất là yêu. Cái đợt cả nhà, cái đợt phê không? Đợt Long Khánh phê không? Cực phê luôn. U là trời ơi, cái mầm gốc cờ đỏ. Cái mầm gốc cờ đỏ đây anh em. Cái kỳ ươm. Kỳ ươm tự nhiên. Cái này là cái kỳ tự nhiên trên thân cắt xuống chứ quên. Phạm Định. Phê luôn. Hôm cắt mới có 3 sen. Hôm nay nó đi dã man. Sướng ơi là sướng.
Cặp Bảo Duy này Đỗ Giang còn nhớ không? Huy Phạm nhớ không? Phê luôn. U là trời, u là trời. Ai đang xem live cho Tùng một comment chào Trung Lê nhé. Cảm ơn anh Đinh Văn Nhâm, cảm ơn Vĩ Nam. Xin chào, hôm nay anh em thử chia sẻ xem. Hôm nay Tùng đang máu lửa. Anh em chia sẻ xem là có lên được hơn 200 người xem không? Chứ để như thế này nó không có máu lắm. Xin chào và cảm ơn em trai Vườn Lan Nguyễn Bảo Nam nhé. Cảm ơn bác Nguyễn Văn Thuận và Vĩ Nam cùng với em Vườn Lan Nguyễn Bảo Nam đã chia sẻ nhé. Chào Lê Quốc Dũng, cây Long Khánh bao nhiêu tiền về anh? Inbox cho Tùng đi, giá yêu thương luôn. Mà không thì chơi trên live luôn nè, máu không? Anh em chia sẻ mạnh lên, Tùng báo giá cây Long Khánh ở trên thân cây tự nhiên cho anh em luôn. Máu là chơi luôn nè. Chào Phạm Dì Dì Nhân nhé. Rồi ok, chuẩn bị đi Nguyễn Tín Kiều và Phạm Dì Dì Nhân chuẩn bị nhé. Cho xin giá kỳ Ngọc Sơn Cước nhỏ đi Tùng. Ok, Ngọc Sơn Cước nhỏ có luôn nha. Cảm ơn Tuyên Vũ nha. Chào Đỗ Thành. Ngọc Sơn Cước bé bé gọi là lú non đúng không? Chia gọi là chơi chơi đi. Em ơi, Tiến ơi, cái Ngọc Sơn Cước chia những kỳ nào để anh chia cho anh em luôn nào. Đây này anh em này. Long Khánh mà sorry. Ngọc Sơn Cước nha. Ngọc Sơn Cước bây giờ Tùng bán một cặp nhá, cứ một cặp Ngọc Sơn Cước trên thân tự nhiên như thế này này. Ngọc Sơn Cước trên thân tự nhiên như thế này là cứ một cặp thì là 3 triệu nhá. Một cặp 3 triệu chia cho anh em chơi, loại này lên nhanh lắm đây này. Hôm trước cũng có một cái cặp này này nó tự nhiên đó. Mà giờ nó phê cực phê luôn. Phê phải nói là nhìn ở ngoài thì phê lắm luôn anh em. Kê trên thân tự nhiên nhá, Ngọc Sơn Cước. Một mặt hoa rất là đẹp. Đây hôm trước cũng hai cái này bé xíu mà giờ nó lớn này. Thì bây giờ Tùng chia sẻ cho anh em cứ một cặp như này là 3 triệu. Chia cho anh em chơi có giống chơi nhé. Cứ một cặp là 3 triệu nhé. Anh em chụp màn hình lại và vòng lại cho mình xem đấy cặp nào nhé. Đấy, cái nhỏ trên kia thì khỏi đi. Mấy kia bé bé phía trên là khỏi nhé. 2, 4, 6, 6 cái này nhé. Chụp màn hình đi. Tất cả đang đi đọt hết. Rất là khỏe lên tự nhiên mà. Cứ bán một cặp nhé. Một cặp là 3 triệu. Một cặp 3 triệu. Đấy, anh em chia sẻ tiếp đi. Chia sẻ lên một tí nữa đi. Là Tùng báo giá Long Khánh luôn à. Chia cho anh em. Nhiều khi anh em ngại không dám hỏi á. Còn mình chia bây giờ. Chia vừa là đam mê mà vừa cho anh em có cơ hội về bờ. Chào bác Đào Kế nha. À, vườn em thì tưới lúc nào cũng được nha bác Lê Quốc Dũng ơi. À, vườn anh nha Lê Quốc Dũng. Xin chào mọi người, chia sẻ lên trang cá nhân và các hội nhóm cho lên đúng 199 người báo giá kỳ Long Khánh trên thân tự nhiên này luôn, bán trên live này luôn. À, và hai kỳ này nhá là tùng bao trong vòng 20 ngày là lên 9 sen nha. Kỳ này này, kỳ Long Khánh này bao trong vòng 20 ngày 9 sen xong báo giá trên live luôn cho anh em. Xong báo giá trên live lên luôn cho anh em luôn. Chia sẻ đi, 140 mấy người rồi. Đúng 199 người rồi báo giá kỳ Long Khánh trên thân tự nhiên này luôn. Và Tùng chia sẻ kỳ này bao 20 ngày là 9 sen trở lên. Đấy, anh em nhanh tay thì chụp màn hình inbox liền nào. Thì Tùng báo giá luôn. Còn không thì chờ đến 199 người báo giá luôn. Chụp màn hình. Inbox cho Tùng liền. Tùng báo giá luôn. Còn không chờ đến 199 người thì Tùng báo giá luôn. Cái này bây giờ mọi người biết sao không? Đôi khi Tùng bán thì không phải là quá cao. Nhưng mà mình, tại vì cây mình đẹp thì mình bán giá nhích hơn một tí so với thị trường. Có một điều đặc biệt mà anh em đôi lúc bây giờ giá bây giờ thì anh em lại quên đi. Giá đang cứ nhích lên hàng ngày, nhích lên hàng ngày thì anh em quên đi. Cho nên anh em cứ so giá. Nhưng mà một số anh em đang mua phải cây sai cây.
Anh xỉn rồi mà giờ này mới có 144 người. Hả Tùng ơi, phạm gì gì nhân? Mọi người xỉn rồi cho nên là bây giờ là 10 giờ kém 20. Đấy, mọi người thấy anh em là chụp màn hình là gửi gửi tin nhắn rồi đấy. Mọi người chia sẻ lên 165 người rồi nè. Đấy. Chào Võ Khương Duy nhé. Ok. Chúc mừng vợ chồng em Võ Khương Duy đã có em bé nha. Đã có thêm em bé nha. Chào toàn họ Lê. Đó, anh em đang inbox ở đây. Anh em đang inbox về cái cây Kỳ Long Khánh ở trên thân nhá. Kỳ Long Khánh trên thân này bao 20 ngày. Được ít nhất là 9 sen. Và bây giờ xong biết Tùng đang nói cái đoạn là giá của Tùng cao hơn giá của các anh em khác một chút thôi. Không quá là cao. Thứ nhất là giữ vững thị trường, giữ vững lập trường. Thứ hai là cây Tùng chuẩn giống. Tất cả mọi cây trong vườn Tùng đã nở hoa hết, cho nên là Tùng nói là Tùng làm được. Thứ nữa là cây thì không phải là khoe gì, nhưng mà anh em nhìn vào thì cũng biết là cây nó rất là khỏe, rất là đẹp, phát triển tốt. Thành ra là mình bán hơi nhỉnh nhiều một chút. Tuy nhiên nếu anh em nào inbox mà thiện chí thì mình sẽ giảm giá. Một mặt là chia sẻ đam mê cho anh em, một mặt là cũng tạo điều kiện để anh em có cơ hội là phát triển kinh tế. Đấy. Còn trong làm ăn hay bất cứ điều gì cũng phải có cơ duyên mới được, không phải dễ dàng gì. Đôi lúc chênh nhau một vài triệu mà lại không phải là duyên của nhau luôn. Đôi lúc có những người nói mình nói giá, ví dụ như là giá 50 triệu, ok, bộc phát chốt luôn. Đó. Ok, bác Phạm gì gì nhân. Đâu rồi mọi người, đâu rồi, lên 166 rồi nè, lên 166 rồi. Anh em đang inbox quá trời về cái Kỳ Long Khánh ở chân thân Kỳ Tự Nhiên đó nha. Cảm ơn bác Mai Hoàng Đạt nha. Chào anh Trịnh Văn Hùng. Chào cô An Nhiên. Chào, cảm ơn Trương Quách nha. Đấy, thì cây á, thì ngoài chuẩn giống ra thì cây hôm nay anh em mọi người biết đang làm gì không? Đó, đang đánh dấu lại một số cây, cho nên là không có thể thẳng hàng ngay lối, ngày mai sẽ làm đẹp lại. Ok, Tùng Lê Xuân nhá. Đâu rồi cả nhà, đâu rồi? Xem, bây giờ mình xem. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kỳ đôi mắt Pleiku nhé.
một kỳ đôi mắt Pleiku cực đẹp luôn. Đây, cái kỳ đôi mắt Pleiku đây cực đẹp luôn. Chia sẻ yêu, đang còn một kỳ đây ra rẻ rồi nhé, ra rẻ mà kỳ thì nó còn chưa ra mà nó ra rẻ luôn rồi này. À, kỳ nó sắp ra thôi mà nó ra rẻ luôn rồi. Còn bên này ra rẻ ra kỳ đẹp rồi nhé. Cả cái này Tùng chia cho anh em với giá êm đi. Với giá cho anh em êm nhẹ nhàng êm đi ha. Mà thôi chụp hình inbox đi. Cho Tùng. Đôi mắt Pleiku này. Bán cả cái này luôn. Đôi mắt Pleiku nhé. Inbox cho Tùng nha. Đôi mắt Pleiku. Ngoài ra anh em mà ít xiền thì anh em có thể là chốt cái mắt ngủ bao lên kia. Mắt ngủ bao lên kia đôi mắt Pleiku nha. Mắt ngủ bao lên kia đôi mắt Pleiku. Kia đôi mắt Pleiku thì nó rất là hoa rất là đẹp. Bây giờ là cơ hội cho anh em sưu tầm rồi. Trước đây thì nó rát lắm. Đấy. Cái này là sắp ra rồi nha anh em. Cái này thì khoảng độ 15-20 ngày nó ra nhé. Mắt ngủ ba lần kỳ đôi mắt Pleiku. Chụp màn hình inbox cho Tùng. Chuẩn bị ra kỳ 52 người đẹp không tên nha anh em. À, cái khúc này ra rẻ rồi và nó ra bi và bây giờ nó đang chuẩn bị ra mầm gốc. Nó có 2 mầm gốc và nó đang chuẩn bị ra nhé. Đó, anh em sưu tầm chơi. Người đẹp không tên. À, đây, 2 đốt ngón tay nhé. Nó dài bằng 2 đốt ngón tay. Đâu đó 4 sen hơn 4 sen. Ra rẻ rất là khỏe rồi, chuẩn bị đẻ mầm gốc. Người đẹp không tên. Xin chào. Ai đang xem live cho Tùng một comment được không? Đó, anh em chào Nguyễn Duy Dân. Xin chào Đại Gia Lan. Chào Bắc Hồng Đặng Ô Chít. Cho giá luôn đi hả? Đôi mắt logo bị đầu đầy. Chào rượu ngô hạ thổ nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào Bắc Võ Trướng. Em chào anh giàu Lê Văn Thành. À, nãy giờ là mình quên rồi. Rồi. Từ từ. Mình phải chia sẻ một cái lên căng nha. Mình phải chia sẻ một cái nha. Chia sẻ một cái. 160 mấy người xem rồi. Hy vọng sau cái lượt chia sẻ này anh em chia sẻ nhiều hơn để có được 199 người xem trong đêm nay để cho Tùng máu lửa bắt đầu Tùng vào việc này. Máu lửa vào việc này anh em này. Chào bác Bình Chủ, chào chị yêu Nguyễn Ngọc nha. Ok Tùng Lê Xuân nha. Ai đang xem like cho Tùng một comment và một lượt chia sẻ đã bắt đầu bùng nổ luôn à. Nay chơi máu luôn này, tối nay kiếm 1 tỷ đồng cho anh em biết luôn này. Hôm nay bán cây 1 tỷ đồng cho anh em biết luôn này. À, anh em tin không? Anh em tin điều đó không? Chào bác Vũ Ngân Linh. Cảm ơn bác Vũ Nhân. Chào bác Mạnh Đình Tuấn. Chào anh Cao Minh Hoàng Đức. Đấy. Chào Vũ Quảng nha. Một phát một là bán hai cái kinh Bắc thì có tỷ thôi. Nè, bán luôn một cái kinh Bắc này là có 2 tỷ này anh em này. Cái kinh Bắc này 2 tỷ này. Bình thường. Ok, anh Quang Thành Ngô. Chơi máu luôn này anh Cao Minh Hồ Đức ơi. Chào anh Dầu Nguyễn Hữu Minh. Đây, anh Dầu Nguyễn Hữu Minh chốt đi. 2 tỷ 222 này anh Minh ơi, chốt kinh Bắc nè, chốt cho thiên hạ trầm trồ. 2 tỷ 222 kinh Bắc,
Ồ trời ơi anh em, đôi khi làm một phát kinh Bắc thì có được bậc tỷ luôn mà anh em, quá bình thường. Cảm ơn Hồng Đặng Ô Chín nha. Xin chào anh em. Cảm ơn Nguyễn Diễn. Nè, cỡ tầm cái kinh Bắc này vèo phát có nửa tỷ ngay ấy, bình thường anh em. Nhiều khi mình nói vào một đêm hay là một ngày mình bán 1 tỷ đồng không ai tin ở thời điểm hiện tại. Nhưng điều đó là thật nha anh em. Mình chẳng phải khoe, chẳng phải nổ gì hết. Ok, bác vườn Lan Va phục lễ nha. Thực sự mà nói thì đôi khi mình khoe ra thì nhiều người họ cũng không tin. Và bản thân Tùng thì Tùng cho rằng cũng không cần phải khoe là mình bán này bán kia. Hàng ngày Tùng lên live á, lâu lâu anh em mới thấy Tùng lên live để cho anh em xem cây, Tùng đâu có bán đâu. Đúng không? Nhưng mà xuống live thì anh em chốt rất là nhiều. Ví dụ như đây có 4 cái kỳ Long Khánh này, anh em thích lúa non đúng không? Anh em thích lúa non không? 4 cái này, số 1 là trên cùng nhá, 1 2 3 4. Được chưa? Chia sẻ 3 cái lúa non, 3 cái lúa non. 3 cái lúa non Long Khánh này này. Ba lúa non Long Khánh chia sẻ cho anh em luôn. Đó 181 người xem được kìa. 181 người xem chia sẻ 3 cái kỳ Long Khánh lúa non tự nhiên nhá. 3 kỳ tự nhiên ở trên thân kỳ Long Khánh này này. Ba cái chia sẻ 3 cái nữa luôn. Bây giờ anh em chia sẻ một phát một lên 199 người báo giá luôn. Cho anh em dễ dễ chơi này. Kỳ tự nhiên ở trên thân nhá. Cho nó bùng nổ luôn nè. Bán kỳ lúa non, lúa già luôn, lúa già trên thân. Số 1 là trên cùng nhá. Lên 178 rồi 179 báo giá luôn. Báo giá luôn, báo giá cho anh em chốt luôn này, anh em chốt trên like luôn này cho nó máu này. Chốt trên like cho máu này. 45 triệu một cái. Cho nó nhanh. Được chưa? 45 triệu một cái kỳ Long Khánh ở trên thân này này, kỳ tự nhiên trên thân. Anh em chốt số 1, số 2, số 3. Nhé, chỉ có 3 cái. 45 triệu một cái. Chơi cho nó máu. 185 người rồi, quá nhanh, quá tuyệt vời. 187, ok. 188, quá tuyệt vời. Còn 10 người nữa thôi. Nè, 45 triệu một kỳ Long Khánh ở trên thân. Kỳ tự nhiên nhá. 3 cái thôi, còn cái ở dưới này này. Cái dưới này thì nó bé hơn một tí. Anh em thích mình chia sẻ 39 triệu kỳ này nhá. Còn lại 3 cái ở trên thân đây. Mỗi cái 45 triệu. Mỗi cái 45 triệu. Anh em nói chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá. Chào Thao Hoàng. Chốt số điện thoại 45 triệu. Kỳ Long Khánh tự nhiên ở chân thân. Cái này là cắt luôn nhá. Cắt trồng chứ không phải là lách trồng nha anh em. Cắt luôn, cắt cả khúc luôn. Thì nó tương đương với kỳ ươm nhưng mà nó nhanh hơn kỳ ươm luôn. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, Tùng lên live thì Tùng đâu có bán hàng đâu. Đây. Còn cái này, 2 kg Long Khánh tự nhiên trên thân. 2 kg Long Khánh tự nhiên đặc biệt kỳ này. Đây đặc biệt kỳ này. Đó, anh em thích Tùng bao trong vòng 20 ngày 9 sen. Long Khánh tự nhiên trên thân. 20 ngày 9 sen cho anh em. Mà báo giá luôn 55 triệu. 55 triệu báo giá luôn cho anh em dễ chốt. Kỳ Long Khánh trên thân tự nhiên bao 20 ngày 9 sen. Không 9 sen được thì lấy cây khác 9 sen. Ok chưa? Cho nó máu. Mình chơi thì mình phải tự tin nhỉ. 55 triệu. Dậy đi. Đấy. Lâu lâu bán đi nhé. Không áp dụng giá thị trường anh em nhé. Không áp dụng giá thị trường. Trời ơi kỳ cờ đỏ này. Mầm gốc cờ đỏ này. Anh em nào yêu inbox nha. Anh em nào yêu inbox. Bán như vậy thì cho anh em có giống, cho anh em dễ chơi. Càng nhiều người chơi thì càng càng được bảo vệ, càng tuyệt vời. Chào Kiều Văn Thắng. Bán thì cho anh em có cơ hội. Không áp dụng giá thị trường nhá. Chỉ hôm nay thôi nha anh em. Chỉ hôm nay nhá. Chỉ hôm nay thôi. Trời ơi, chỉ hôm nay thôi, hứng hứng thôi. Chủ yếu Tùng like, Tùng like là để truyền lửa cho anh em thôi. Chứ mục đích của Tùng like không bán cây.
Nhưng mà anh em hỏi, anh em thích thì lâu lâu Tùng bán một hôm như vậy thôi nhé. Bán được một hôm như thế thôi, không áp dụng giá thị trường. Giá thị trường cao gấp đôi nha anh em nhé. Thông báo là giá thị trường cao gấp đôi. Giá thị trường cao gấp đôi. Mầm nó lên, lên dọc, lên ngang, lên hữu kiểu đủ thứ trên đời. Đấy là Tùng báo giá là không áp dụng giá thị trường, bằng một nửa giá thị trường nha anh em nhé. Giá đó là Tùng báo giá bằng một nửa giá thị trường nhé. Để cho anh em có giống chơi thôi. Càng nhiều người chơi thì anh em mình càng vui. Rồi 191 người xem. U là trời ơi, cái mầm gốc cờ đỏ này. Kỳ 53 cho nên nó phê lắm. Bộ rễ bắt đầu nó chỉa ra này. U là trời ơi. Trồng cây trăm cây mà được cái kỳ nó lên như thế này. Mát, mát lòng mát dạ. Chào 196 người đang xem live của Tùng nhé. Cảm ơn, rất tuyệt vời. Bây giờ là muộn rồi mà mọi người vẫn xem live của Tùng là Tùng thích lắm luôn. Tùng cảm ơn cả nhà rất chi nhiều. Mỗi lần mà anh em xem live của Tùng, cho Tùng một lượt like, một cái comment, đặc biệt là một sự chia sẻ, một cái lượt chia sẻ, thì cũng đã góp phần xây dựng ngành lan, đã góp phần ủng hộ Tùng, tạo cho Tùng thêm nhiều năng lượng tích cực để chiến đấu. Đấy. Chậu bảo duy này đẹp không anh em? Ba mầm gốc. Ba mầm gốc, anh em thích thì Tùng vẫn chia chậu này nhé. Chia cho anh em làm chậu nãi luôn nhé. Được chưa? Đấy, chụp màn hình inbox cho Tùng. Báo giá, xoẹt xoẹt. Ngay và luôn. Phê lắm. Đấy, tiếp lửa cho anh em là gì? Là xem cho anh em xem cây. Không không phải tự nhiên mà đấy, đấy anh em đang anh em đang inbox đấy, mọi người nghe tinh tinh không? Đấy, đâu phải tự nhiên mà cái cây mà nó đi được như thế này đúng không anh em? À, mình phải chăm sóc, yêu. Đó. Và quan sát hàng ngày. Xem cái tình trạng phát triển như thế nào. Năm nay thì sẽ làm ăn được gấp đôi so với mọi năm. Vì năm nay là nhuần 2 tháng 2. Cho nên là cây rất là to, rất là đẹp và tự ra mầm gốc. Rồi xong nó lại tự thắt để nó đẻ tiếp mầm gốc lứa thứ hai. Đấy. Cho nên là làm ăn sẽ được tăng gấp đôi. Ví dụ như kỳ Long Khánh này bây giờ thì kỳ Long Khánh này bây giờ phải 179 triệu nha anh em nhé. Kỳ Long Khánh này thì bây giờ phải 179 triệu nha. Mới mua được. Kỳ Long Khánh là 179 triệu mới mua được. Anh em hết sức bình tĩnh. Đó là hồi nãy Tùng chia là Tùng chia giá yêu thương chỉ bằng một nửa giá thị trường cho anh em nào, cho anh em nào mà thích giao lưu nhé. Tùng không thành vấn đề là phải bán được cây đó hay không. Ok, anh Quang Thành Ngô, chào anh Thái Huy. Chào Bùi Hưng, chào Trần Mạnh, chào Bắc, chào và cảm ơn Nguyễn Đăng Giáp. Anh Thái Huy ơi, cái bên này á là em đã rút ngọn rồi, nó khoảng được 1m1 gì đó. Còn cái bên này thì em nghĩ là nó phải được 7 mấy cm rồi. Và vẫn đang đi ngọn. Phê lắm, 7 mấy cm. Cực phê. Phê cực luôn, nó dài gần bằng bên này luôn. Cái này dài gần bằng cái này rồi. Phê lắm. Trời ơi, cái kỳ Long Khánh. Kỳ Long Khánh chịu không nổi luôn anh em. Vừa nãy mình chia sẻ là mình chia sẻ cái giá trên live không áp dụng giá thị trường và chỉ bằng một nửa giá thị trường nha anh em nhé. Chỉ bằng một nửa giá thị trường cho anh em thôi. Ngày mai không có đâu. Ngày mai không bao giờ có giá đó nha. Đây, Bảo Duy rút ngọn một phát nó ra 5 mầm gốc.
5 mầm gốc chứ không phải là hai mầm đâu nha anh em nhé. 5 mầm đấy. Đấy là cái cây bảo duy này, hôm trước mọi người còn nhớ không? Cách đây khoảng độ đâu đó mười mấy 20 ngày đấy. Mình rút đọt một cái này. Rút đọt một cái là ra 5 mầm gốc luôn. U là trời. Cây này hơn 1 mét mà rút đọt một cái kỳ năm nhất mà nó ra 5 mầm gốc này. Khủng khiếp. Đấy, nãy giờ mọi người có nghe cái tiếng tinh tinh của điện thoại không? Đấy, anh em inbox đấy. Cái này thì 3 mầm gốc này. Rút ngọn ra 3 mầm gốc. Rồi, ok, kỳ Long Khánh thứ hai, kỳ Long Khánh số 2 vừa rồi là đã có người chốt rồi nha anh em nhé. Chụp đây nha, chụp đây rồi, gửi đây rồi là chốt rồi. Đấy, kỳ xong Long Khánh số 2 này là đã chốt rồi anh em nhé. Có người vừa chốt xong nhé. Kỳ Long Khánh số 2 có người vừa chốt xong. Ừ, thì còn kỳ số 1 và số 3. Còn số 1 và số 3 nhé. Long Khánh số 2 đã có người vừa chốt xong rồi. Long Khánh số 2 đã có người vừa chốt xong rồi. Mình bán giá bằng một nửa thị trường. Đó, chia sẻ trên live cho anh em thôi. Còn mình mà đang bán thì thuận mua vừa bán. Nhưng mà mình sẽ không bán giá đó. Bán giao lưu cho anh em thôi. Bán giao lưu cho anh em. Hoặc là cái cây nào mà mình về bờ rồi á, cây nào mà mình nhân giống được, mình về bờ rồi thì mình có thể chia rẽ cho anh em. Còn ví dụ đụng cây Long Khánh này phải trăm mấy đúng không anh em? Long Khánh này này, kỳ tự nhiên trên thân cắt xuống rễ rất là khỏe luôn. Kỳ này phải trăm đâu đó 179 gì đó. Đấy, cho nên là anh em hết sức bình tĩnh nha. Được thì bán, không được thì để đó. Ba cái Long Khánh, Kinh Bắc, Pleiku, Bảo Duy là không tên, nó còn ít giống lắm. Mình đầu tư hàng trăm tỷ cho nên bây giờ mình mới có nhiều như thế này thôi. Mà cũng không phải là nhiều, có mấy cây thôi. Còn lại cũng chia cho anh em rồi. Long Khánh, Kinh Bắc, Cờ Đỏ, Pleiku. Không? Nó đâu có nhiều cho anh em. Chỉ có mấy kỳ thôi, vài kỳ anh em không mua không sao. Không sao. Anh em ơi. Ừ, anh em mà thích thì ta chứ. Đấy, đấy, lại tinh tinh rồi đấy. Đấy. Đấy, em mơ ước lâu rồi. Anh Tùng ơi, để ký số 2 cho em. Em mơ ước lâu rồi, ok. Đó, bây giờ sẽ chuyển tiền. Bây giờ sẽ chuyển tiền. Bán rẻ bằng một nửa giá thị trường, giao lưu thôi nhá. Giao lưu nó không áp dụng giá thị trường nha anh em nhá. Không áp dụng giá thị trường. Không áp dụng giá thị trường. Bán bằng một nửa giá thị trường thôi, giao lưu thôi. Ok, nhiều người nhắn tin Tùng phải trả lời một tí nha anh em nhé. Tùng xin phép được xuống live. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Tùng sẽ lên live để tâm sự với cả nhà, cho cả nhà xem cây, ngắm mầm. Đồng thời anh em nào thích thì sẽ giao lưu và sưu tầm những con giống tại vườn Tùng. Ok, chúc cả nhà buổi tối thật ấm áp và có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai lại chiến đấu với công việc của mình nhé. Hôm nay wifi mạnh có vẻ thấy rõ nhỉ. Bye bye. Đấy, đấy, đấy. Anh em cứ nghe tinh tinh nãy giờ đấy. Cảm ơn anh em nhá. Bye bye.